chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Sức khỏe đời sống phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, xin được chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và tư y tế trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Ngày Tết của những cán bộ ngành y. Hướng dẫn cách bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi ngon và an toàn. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra trong mùa đông xuân cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến, Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị toàn ngành tăng cường các biện pháp thực hiện. Cụ thể, các đơn vị y tế cần khẩn trương có kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, thuốc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông, xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Các nhà thuốc bệnh viện không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết, cần đảm bảo tổ chức việc bán thuốc 24/24 giờ. Đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh, triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Tăng cường nguồn cung ứng thuốc, tổ chức bán thuốc 24/24 giờ. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất kinh doanh thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm làm việc vất vả, bất kỳ ai cũng mong muốn được trở về nhà sum họp cùng gia đình. Thế nhưng với những người đang công tác trong ngành y, Tết lại là những ngày bận rộn và chịu nhiều áp lực hơn, bởi họ vẫn phải miệt mài với công việc chăm sóc và cứu sống bệnh nhân. Dẫu có phần thiệt thòi, tuy nhiên mỗi khi thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh, thì đó mới chính là niềm vui hạnh phúc trọn vẹn trong những ngày trực Tết của các y bác sĩ. Ở nhà là chuẩn bị Tết chứ mẹ, nhà quê là chuẩn bị Tết chứ. Vâng. Mặc ở bao nhiêu giữ sức khỏe mày nha, chắc tên là con về được đá tiền, còn như con về sau. Vâng. Bác sĩ Đào Xuân Khuê, quê ở Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, anh rời quê đến tỉnh miền núi Lào Cai lập nghiệp, một nơi xa xôi cách quê hương anh 600 cây số. Đến nay anh đã gắn bó với bệnh viện Sản Nhi Lào Cai được 11 năm. Trong hơn 10 năm nay thì có 7 năm anh đón giao thừa và ăn Tết ở bệnh viện. Ngày trực Tết chính là tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi, những ca phẫu thuật bất kể giờ giấc khi có chỉ định. Thì cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì bản thân tôi rất là nhiều cảm xúc, bồi hồi, rất là đặc biệt nghe những bản nhạc Tết, rất là muốn được trở về quê hương, nơi mình sinh ra lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn. Và đặc biệt là sau một năm bận rộn về công việc, cũng muốn được về bên bố mẹ, gia đình, người thân, về để gặp lại những người bạn bè cũ. Ngày nghỉ Tết của chúng tôi thì đặc thù riêng, dù là ngày cuối tuần hay lễ Tết thì chúng tôi vẫn phải luôn sẵn sàng, phải đảm bảo quân số để túc trực ở các cái cơ sở y tế để nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, sức khỏe cho nhân dân. Cùng nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024, tôi cũng xin gửi lời chúc tới tất cả bệnh nhân của chúng tôi thì sẽ nhanh hồi phục sức khỏe để về hòa thuận về xung vầy bên gia đình để có thể đón một cái Tết muộn. Hiểu được những tâm tư, cảm xúc của cán bộ y tế trong những ngày trực Tết phải ở xa gia đình, lãnh đạo bệnh viện và các đồng nghiệp cũng luôn động viên, hỏi thăm lẫn nhau, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời dành sự quan tâm, sẻ chia đối với những bệnh nhi cùng gia đình phải ở lại điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán. Để động viên khích lệ cán bộ viên chức trực Tết, thì ngoài cái quy chế quy định của nhà nước ra thì bệnh viện có quy chế riêng để hỗ trợ cán bộ viên chức cũng như là người lao động có tham gia trực Tết trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3. Còn
Ngoài thăm hỏi động viên cán bộ viên chức thì chúng tôi có tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết toàn bộ các bệnh nhân nằm lưu tại ngày 30 Tết và có phần quà riêng cho em bé chào đời đón vào năm mới. Trong không khí sum họp ấm áp của mọi nhà, tại tất cả các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, từ tuyến tỉnh đến huyện, xã đều bố trí cán bộ y tế ở lại thường trực 24/24 giờ, thầm lặng làm nhiệm vụ đảm bảo cho người dân được đón Tết an toàn. Vì trách nhiệm công việc, vì sức khỏe của bà con nên là anh em công tác trong ngành luôn đặt lên hàng đầu trách nhiệm của mình, đó là phục vụ bà con những ngày Tết đảm bảo sức khỏe, an toàn, một cái Tết sum vầy cho mọi người. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bệnh viện là làm sao mà phải chuẩn bị cho một cái Tết đấy nó thật là đầm ấm như tên, để động viên không những chỉ cán bộ tham gia trực Tết mà cả những bệnh nhân còn phải nằm điều trị tại các khoa phòng bệnh, tại bệnh viện có những cái phần quà cũng như lời động viên kịp thời để anh em tiếp tục cái nhiệt huyết của mình làm sao mà giúp cho người bệnh có thể sớm khỏi bệnh, trở về bệnh với gia đình. Ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Y tế Lào Cai cũng đã có văn bản yêu cầu ngành đảm bảo tốt công tác y tế dịp Tết, trong đó yêu cầu các đơn vị bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện phân luồng khám bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ, nhằm đảm bảo cho người dân được đón Tết an toàn. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai có trên 5.300 cán bộ y tế, trong đó tuyến huyện có 1.661 người, tuyến xã có 869 người. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua ngành y tế đã triển khai nhiều đề án, chương trình góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện tại các huyện vùng khó khăn. Tháng 10 năm 2020, bác sĩ Lê Thị Hương công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai được đơn vị cử đi học nâng cao chuyên môn về lĩnh vực răng hàm mặt. Sau 26 tháng đào tạo liên tục tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, chị trở về bệnh viện và phụ trách khoa liên chuyên khoa, tự tin thực hiện những kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Sau khi mình đi đào tạo xong thì mình về mình cảm giác là tự tin và mình thấy là mình mang lại cái kết quả điều trị cho bệnh nhân sẽ tốt hơn. Với tất cả các cái đội ngũ trong bệnh viện, từ bác sĩ cho đến điều dưỡng, chuẩn hóa bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, đào tạo chuyên sâu từ năm 2020, thì lúc đó thì bệnh viện mới có 8 bác sĩ sau đại học. Cho đến nay thì chúng tôi đã cho đào tạo được tổng số là 30 cán bộ bác sĩ sau đại học trên tổng số là 46 bác sĩ hiện có của bệnh viện. Đối với nữ bác sĩ trẻ Pờ Xin Mai thì dù mới chỉ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương được gần 3 năm, nhưng cũng đã được ban giám đốc bệnh viện tạo điều kiện học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để phục vụ tốt hơn nữa cho nhu cầu của người dân địa phương. Sau khi mình đã học chuyên sâu về những chuyên ngành thế, mình sẽ giúp nhiều cho bệnh nhân, là mình giúp cho bên lâm sàng, là mình định hướng chẩn đoán. Sau khi mình đi học thì mình cũng học được nhiều bệnh hơn, tại vì mình học ở tuyến trung ương thì cũng rất là nhiều cái bệnh mà mình chưa gặp bao giờ, và khi mình về mình thực hành ở viện mình có gặp thì mình cũng thực hiện và chẩn đoán được cho bệnh nhân. Những năm trở lại đây, mỗi năm ngành y tế tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện cho hàng trăm cán bộ được đi học các khóa đào tạo sau đại học, cao đẳng, đào tạo ngắn ngày. Tính đến hết năm 2023, tuyến huyện có 443 bác sĩ, 77 dược sĩ đại học, tuyến xã có 35 bác sĩ, 15 dược sĩ đại học. Nhiều bệnh viện, trung tâm y tế đã thực hiện được nhiều kỹ thuật khó do tuyến trên chuyển giao. Theo báo cáo năm 2023 về phát triển dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế, tiếp nhận triển khai các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật vượt tuyến, các bệnh viện tuyến huyện trung bình đạt 41,8%, tăng 9,8% so với năm 2022. Các trạm y tế xã đạt 54,73% dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến. Chúng tôi thì quan tâm đào tạo cả hệ thống xuyên suốt, từ bệnh viện tuyến tỉnh cho đến trạm y tế xã, đặc biệt nhân viên y tế thôn bản. Thì chúng tôi cũng có cái chương trình tập huấn thường xuyên để làm sao cả cái hệ thống ấy, thì nó đều được nâng cao về cái năng lực cán bộ, từ đó mới đảm đương được cái chất lượng đội ngũ. Thì hiện nay thì ví dụ như là các trạm y tế
thì chúng tôi đã dần đưa bác sĩ, rồi cử nhân y tế công cộng, rồi là các đại học như điều dưỡng hộ sinh, rồi phòng khám khu vực. Thì chúng tôi đang yêu cầu là mỗi trạm y tế, là mỗi phòng khám khu vực thì tối thiểu thì có từ 3 đến 4 bác sĩ, rồi đại học điều dưỡng, đại học dược, vân vân về công tác tại phòng khám. Rồi các bệnh viện tuyến huyện thì chúng tôi yêu cầu đào tạo chuyên 1 rồi là chuyên 2. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ở miền núi, vùng sâu, vùng xa luôn là bài toán khó đối với ngành y tế các tỉnh miền núi. Việc đào tạo bác sĩ trẻ tay nghề cao cho y tế cơ sở vùng khó khăn được cho là giải pháp căn cơ để cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân địa phương. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho cán bộ thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở có trình độ về quản lý chuyên môn, nhất là đội ngũ y sĩ, bác sĩ trẻ, giàu nhiệt huyết, phát huy trí tuệ sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ những kỹ thuật mới cho cán bộ y tế cơ sở và chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kể cận. Quý vị và các bạn thân mến, trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm tủ lạnh của mỗi gia đình đều đầy ắp các loại thực phẩm. Bảo quản đúng cách sẽ tránh được việc lãng phí thực phẩm, đồng thời thực phẩm sẽ giữ được chất dinh dưỡng và độ tươi ngon an toàn cho mỗi bữa ăn. Đa số người nội trợ Việt Nam vẫn giữ thói quen, sau khi đi chợ sẽ bỏ ngay thực phẩm mới mua vào tủ lạnh để giữ độ tươi mới. Tuy nhiên, điều này chưa thực sự là tốt, vì mỗi loại thực phẩm cần có những cách bảo quản khác nhau. Chúng cần được chia ra làm 3 loại: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín ăn ngay và thực phẩm bao gói sẵn. Sau đó sẽ sắp xếp 3 loại thực phẩm này thành từng ngăn riêng biệt trong tủ lạnh. Thực phẩm tươi sống thì sẽ có 2 loại, đó là thực phẩm tươi sống từ thực vật, ví dụ như là rau, củ, trái cây thì cần được sơ chế sạch sẽ để thật ráo nước. Sau đó thì chúng ta sẽ chia ra thành các túi nhỏ hoặc là hộp riêng và để vào ngăn dưới của tủ lạnh. Tủ lạnh hiện nay thì thường thiết kế những cái ngăn riêng có nhiệt độ thích hợp cho các loại rau củ quả. Thế còn đối với thực phẩm sống từ động vật, ví dụ như là thịt cá, tôm, hải sản vân vân thì chúng ta cũng nên sơ chế thật sạch để ráo nước, sau đó thì cũng chia thành các cái phần nhỏ phù hợp với nhu cầu sử dụng, bọc thật kỹ, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong ngăn đá của tủ lạnh. Đối với những thực phẩm tươi sống mà ăn ngay trong ngày thì chúng ta nên để ở ngăn mát. Thế còn nếu mà chúng ta muốn bảo quản giữ được lâu thì chúng ta để trong ngăn đá. Với cái thời tiết của mùa xuân, nó có thể là sẽ nắng ấm thì rất dễ tạo điều kiện cho nấm men, nấm mốc và các loại vi khuẩn phát triển, do đó sẽ gây ra cái ôi thiêu cho thức ăn. Chúng ta cần để nguội hẳn thức ăn trước khi chúng ta đưa vào bảo quản trong tủ lạnh, sau đó thì chúng ta sẽ bọc kín và bảo quản ở ngăn mát. Đồng thời chúng ta không nên bảo quản chung giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh cái ô nhiễm chéo. Và chúng ta luôn nhớ rằng là phải đun nóng thực phẩm trước khi ăn để đảm bảo an toàn. Thực phẩm bao gói sẵn thì thường được bảo quản ở cái nhiệt độ phòng là từ 20 đến 25 độ C. Và chúng ta nên để ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Chúng ta không nhất thiết phải bảo quản ở cái nhiệt độ quá thấp, ví dụ như là ở ngăn đông của tủ lạnh, và tránh những cái nơi mà ẩm ướt. Đối với những cái đồ hộp kín bán sẵn trên thị trường hiện nay thì ngay sau khi chúng ta mở nắp hộp thì chúng ta nên, nếu như không sử dụng hết thì chúng ta sẽ bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh và trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày thôi, để tránh cái trường hợp là chúng ta để đồ hộp mở nắp trong tủ lạnh và ở thời gian quá lâu sẽ làm cho vi khuẩn nó xâm nhập vào thức ăn. Và chúng ta hãy vứt bỏ ngay nếu như đồ hộp có những cái biểu hiện lạ, ví dụ như là phồng, rộp hay là thủng hay là bị han gì. Ngoài những cách bảo quản thực phẩm thông thường nói ở trên thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là không nên tích trữ quá nhiều đồ ăn trong ngày Tết. Thứ hai nữa là loại bỏ những cái thực phẩm mà chúng ta đã dự trữ quá lâu, bởi vì mỗi một loại thức ăn khác nhau nó đều có những cái thời hạn sử dụng nhất định. Vì thế chúng ta cần loại bỏ những cái thực phẩm mà đã để quá lâu để tránh cái tình trạng là ngộ độc thực phẩm xảy ra trong ngày Tết. Và thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, vì tủ lạnh là cái môi trường
rất nhiều đồ ăn và cũng có thể có rất nhiều vi khuẩn mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Muốn giữ cho đồ ăn của chúng ta luôn tươi ngon thì chúng ta nên thường xuyên vệ sinh các cái dụng cụ chế biến, chứa đựng cũng như là bảo quản thực phẩm thường xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.